2 giờ mới chịu dậy. Anh biết bây giờ mấy giờ rồi không? 2 giờ sáng. 2 giờ sáng mới ghê chứ. Tại vì anh Tùng anh hay làm việc trễ tới 4-5 giờ mới ngủ lận, cho nên lúc nào cũng là trưa 2 giờ mới dậy hết á. Good morning. Này good morning, good night. Có làm gì vậy? Tứ cây. Có làm gì vậy? Tứ cây. Làm mình xây tứ cây. Ông Ly giỏi quá ta. Còn á, còn nước nè. Ừ. Cho ba ba sữa. Thấy thấm nước lên. Bà cưng. Bây giờ mình lại tiếp tục cuộc hành trình nhanh mà biết. Là món yêu thích nhất của mình đây. Giờ thì ăn thôi. Đây là bàn làm việc của Tùng. Thì có rất là nhiều thứ. Cái này này đó là nơi mà tụi mình thường hay đi kỷ niệm. Để lưu lại những kỷ niệm thì sẽ mang về mỗi thứ một ít. Này, siêu nhon siêu nhít gì không biết. Đó. Hiện tại bây giờ Tùng đang sửa chữa lại bàn làm việc của Tùng. Đây là nữ thiếu niên ngồi chờ, ngồi chỉ huy. Có ăn gì vậy? Mập. Mập. Có ăn gì vậy? Bánh hả? Ngon không? It's hard to see the seasons change. There goes another of what our life would be like if we were dreaming and together we were wishing. 'Cause now I'm living in the city and you're back home, and all I'm doing is I'm singing. Yes, I'm singing. Oh, I don't feel how I used to anymore, anymore. I don't hear from you like I used to. Đây gọi là cua đá. Hai con này là 26 đồng 25. Một con cua to bằng một bàn tay luôn. Bây giờ mình sẽ ăn cua. Đây là bữa tối của tụi mình đây. Bữa tối không có thịt, chỉ có cua thôi. Trời ơi, có cua, giờ này có cua là may lắm rồi á. Cua này là mua ở Costco. Đây là một con cua. Một con cua rất là bự. Wow, rất là thơm. Thơm ha. Tại làm cho nó hơi khét. Em thích ăn kèm, cho ăn kèm. Bây giờ, tại vì đó bụng quá nên mới ngon á. Ok.
Ở đây có bán càng kinh ráp. Ừ, bữa nào mua kinh ráp. Kinh ráp nguyên một bọc của nó là một thùng của nó là 200 đô, khoảng tầm 5 triệu của mình. Ừ. 4 triệu 6 5 triệu. Nhưng mà anh ăn một ngày không hết được. Hôm nào mình mua cái thùng đó về mình sẽ quay cho mọi người xem. Một cái thùng đó là nó cũng phải là mười mấy càng á. Nhưng mà anh ăn càng hai càng là anh ngán rồi, tại vì cái thịt nó nhiều lắm, nhưng mà thịt nó rất là ngon. Này hơn khi mà hồi sáng anh rể anh đi mua, anh quyết định đi mua á. Thế là chỉ còn hai con cua cuối cùng thôi. Chị hai mới đòi ăn. À, này hai con cua cuối cùng. Chị hai mới kêu ăn, xong em nói là mua giùm em với. Xong anh quyết mới nói là hết rồi, này cuối cùng mà. Cái thôi chị hai mới nhường cho em. Cảm ơn chị hai nha. Cảm ơn chị hai. Ê, nhưng mà em trả tiền lại cho anh Chris rồi. À vậy thôi. Cảm ơn vì vui giúp. Ở Mỹ ghê quá, mẹ gọi. Hai mẹ. Cũng bo mà. Gọi chứ. Nhà không có gì ăn. Đi ăn cua. Đừng nói cho ông bà. Đó. Bên trong của con cua. Thấy chưa? Đó. Dạ, bên ban con là top 5 của Mỹ mà. Đây là bên trong thịt cua. Chưa? Đây là phần mà mình thích ăn nhất luôn á. Rất thích ăn luôn. Ẩm nhà. Chưa xong. Nhanh nữa anh ăn càng không mà biểu. Nhanh không ăn càng đâu. Đóng bàn không chưa bị? Dạ. Đóng bàn không chưa? Con thêm nhẹ. Con bàn ăn nha. Chỉ giờ con về Việt Nam nha. Mẹ chuẩn bị ở rồi, mẹ tin nghĩ thôi mẹ ở Mỹ dịch cao lắm, thôi mẹ đừng về. Đây là chiến tích của Tùng. Mệt lắm. Trời ơi, hiện nãy giờ anh ăn hết luôn á. Em không có một miếng nào luôn, bên nhìn dưới em thì em không có cái gì để ăn luôn á. Toàn là anh ăn không à. À, nãy giờ mới phát hiện ra một điều. Không phải là kẹp càng cua mà là cái kềm. Có gì lại đó. Ăn bất chấp. Chưa? No rồi. No rồi hả? Ngon quá. Cho đồ ăn. Ủa anh ăn không? Ăn chứ. Ủa sao kêu nó? No nhưng mà phải ăn. Đó bụng mà. Ủa cái gì kỳ vậy? No rồi đó là sao cha? Em ăn đọc mà cherry trắng hả? Ừ. Ngon. Ngon không? Ngon lắm rồi. Yêu. À. Cái gì mà như say vậy? Say quá. Anh no chưa? No. No. Anh cho anh no rồi. Ăn rồi không nào? Anh đang như heo. Hello. Bây giờ mình sẽ đi đánh răng. À, từ lúc có bầu tới giờ là mình bị cái này này. Không biết tại sao mà từ lúc có bầu tới giờ bây giờ là tự nhiên bị vết thâm như thế này. Từ từ để chùi cho thấy cho rõ. Này là từ lúc có bầu tới giờ tự nhiên mình bị cái vết thâm này, không hiểu lý do vì sao mà bị mấy tháng trời không hết. Lúc thì nó hết rồi sau đó thì nó lại bị lên lại tiếp nữa.
cũng không hiểu vì sao nữa, mặt nó bụng quá trời luôn. Đây là phương pháp rửa mặt đúng. Đây, đêm nay cũng phải làm một ly sữa trước khi đi ngủ.